Xe đạp thể thao VIP.com xin chào các anh chị. Video này xuất đến mẫu xe đạp đua Twitter 12 24RS, giới thiệu chi tiết, báo giá và bán tới anh chị. Vâng, đây là sản phẩm mới nhất từ hãng xe đạp thể thao Twitter anh chị nhé. Với cấu hình ngon và mức giá lại rẻ, không lối thoát từ shop xe đạp thể thao VIP.com. Và ngay bây giờ shop sẽ giới thiệu cấu hình chi tiết, mời anh chị cùng xem. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao VIP.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi. Hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Twitter 12 24RS sử dụng khung phuộc cọc in bằng carbon. Đây là mẫu khung mới nhất của hãng xe đạp thể thao Twitter rồi. Và đây là model Twitter 12 đây. Với thiết kế của khung rất là đẹp anh chị ạ. Thiết kế đẹp, khỏe khoắn, chắc chắn. Cùng với chân sơn thì rất là đẹp. Đây là màu bạc titan anh chị ạ. Còn chữ Twitter là tem phản quang viền anh chị nhé. Twitter 12 24RS sử dụng tay lái bằng hợp kim nhôm. Vâng, tay lái bằng hợp kim nhôm đúc nghìn khối. Anh chị nhìn thoáng qua tưởng là tay carbon, nhưng đây là tay nhôm anh chị nhé. Tay lái nhôm được làm rất đẹp, nhìn y chang tay carbon luôn. Nó chỉ khác chỗ tay carbon là ở phần này. Ở phần mặt trên tay carbon nó sẽ có chữ CP Carbon Bicycle, nhưng tay nhôm thì nó không có anh chị nhé. Làm rất là đẹp luôn. Tay lái dạng cánh, dạng dẹp đây. Cáp thì âm toàn bộ trong tay lái, âm vào trong khung. Rất gọn luôn anh chị ạ. Rất gọn và thoáng xe. Chiếc này thì sử dụng vành nhôm hai lớp cao 4cm, lốp Innova Pro 700x25C, lan hoa bằng thép. Và sử dụng cặp Meyer bằng hợp kim nhôm của hãng Retropic bi bậc đạn, trục bút to. Xe sử dụng phanh đĩa cơ dầu trước sau với củ phanh dầu của hãng Retropic, đĩa phanh đường kính 160. Vâng, bóp nhả rất là nhẹ nhàng và dễ dàng kiểm soát tốc độ. Tiếp theo, bộ chuyển động trang bị cho chiếc Twitter 12 này là sử dụng bộ chuyển động Retropic 24RS 24 tốc độ anh chị nha. Với tay đề số, tay đến lắc Retropic 2x12 tốc độ. Gạt đĩa Retropic, gạt lip Retropic 12 speed, nip thả sân xài 12 tầng. Và cối nổ của nip đây, mời anh chị cùng nghe. Vâng, đây là đặc trưng của Retropic những cặp Meyer này anh chị nhé. Sử dụng xích SUMC, bộ đuôi đĩa trục rỗng Scenic PR5 bằng hợp kim nhôm. Cốt giữa sử dụng cốt PB. Và chiếc yên Retropic có lỗ thoáng ở đây. Vâng, tổng thể của Twitter 12 24RS anh chị đã thấy cấu hình ngon dạ. Và mức giá bao nhiêu? Chỉ 14 triệu bao ship toàn quốc từ shop xe đạp thể thao VIP.com cho bản sơn thường này anh chị nhé. Và Twitter 12 24RS thì có bản sơn đổi màu thì có mức giá đắt hơn một chút. Còn bản sơn thường này là có giá 14 triệu bao ship toàn quốc. Anh chị có thể đặt xe ngay bây giờ qua số điện thoại hotline bán hàng đang hiện trên màn hình 0989933958. Anh chị cần tư vấn thêm hãy liên hệ ngay với shop. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Chúc anh chị nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo từ kênh xe đạp thể thao VIP.com.